Tôi mở cửa hàng bánh được 5 năm. Nhiều người nói buôn bán bây giờ khó, phụ nữ làm chủ lại càng khó hơn. Trong làm ăn buôn bán thì không ai nói trước được điều gì. Là chủ cửa hàng, tôi vừa phải nỗ lực làm việc, vừa phải chuẩn bị sẵn sàng trước mọi vấn đề có thể xảy ra. Trước khi mở cửa hàng thì tôi từng có một công việc văn phòng ổn định. Tuy nhiên vì niềm đam mê làm bánh nên tôi vừa làm việc văn phòng, vừa làm bánh và bán online. Sau một thời gian, tôi quyết tâm thôi việc ở văn phòng, tự mở cửa hàng bánh để sống trọn với niềm đam mê bấy lâu của mình. Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ làm bánh cho bố mẹ, chồng con thưởng thức, để mỗi bữa ăn thêm phần ấm cúng. Sau rồi thì được gia đình và người thân động viên, tôi mới mạnh dạn làm để bán. Mơ ước của tôi là đưa được những chiếc bánh ngon đến thật nhiều gia đình khác. Không chỉ là những chiếc bánh, tôi còn muốn gửi gắm vào đó mong ước bình an đến cho mọi người. Thời gian vừa rồi thì tiệm bánh của tôi có liên kết với một số ứng dụng bán online, nên nhu cầu mua bán ngày càng tăng. Lúc mới đầu tôi làm không kịp, nhiều công đoạn còn phải làm thủ công. Đôi khi gặp trục trặc máy làm bánh hỏng, thiếu lò nướng. Một mình tôi thì làm không xuể, nhiều khi khách hàng đợi lâu quá mà bỏ đi. Những lúc như thế, tôi đã có suy nghĩ, hay là từ bỏ. Nhưng nhờ có sự động viên, tin tưởng của gia đình, nên tôi quyết tâm mở rộng kinh doanh bằng việc là mua thêm lò nướng, tuyển thêm lao động để đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. Nhưng tiền đâu để mà đầu tư? Khoản tiền tiết kiệm thì không dám đụng vào, vì đó là để dành cho tương lai. Vay mượn người thân thì cũng khó. Tôi có chia sẻ câu chuyện của bản thân tại một cuộc họp Hội Liên hiệp Phụ nữ ở khu phố. Bất ngờ, các chị em trong hội lại giới thiệu tới chương trình vay ưu đãi cho hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ của SeaBank. Được vay tới 100 triệu đồng, thời gian vay tới 48 tháng, thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, nên tôi tìm hiểu và thực hiện luôn. Đến với SeaBank, tôi được nhân viên tư vấn rất tận tình, hỗ trợ làm thủ tục nhanh chóng. Nhờ thế mà tôi nhận được số tiền ngay lập tức. Thế là mong ước mang những chiếc bánh đi khắp đất nước lại được thắp sáng. Nhờ có số vốn vay được từ ngân hàng SeaBank, tôi đã mua thêm được máy móc phục vụ sản xuất, thuê được nhân viên hỗ trợ. Nhờ đó mà công việc kinh doanh ngày càng phát triển tốt. Khách hàng đến cửa hàng tôi nhiều hơn, tôi vui lắm. Chỉ trong 6 tháng, tôi đã trả được hết khoản tiền vay của ngân hàng. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn tin đó là quyết định đúng đắn khi đặt niềm tin vào SeaBank.